Google Maps Street View, Google Maps luôn mang bất ngờ, và lần này là khả năng tìm lại người thân đã mất qua tính năng Google Maps Street View. Tính năng đặc biệt trên được hé lộ khi Leslie Baraza đăng tải lên Twitter đoạn video quay màn hình cô sử dụng tính năng Google Maps Street View hôm 14 tháng 1. Để tìm nông trang của người ông quá cố ở Durango, Mexico, Baraza cùng người em đã sụp sạo khắp đường phố trên bản đồ quanh khu vực ngôi nhà, rồi đột nhiên họ nhìn thấy hình ảnh ông mình đang ngồi ngoài hiền. Sau khi câu chuyện của Baraza lan trên Twitter, Chào lưu dùng Google Maps Street View tìm lại người thân quá cố đã bùng phát.